6:20 sáng ngày 29 tháng 10, 2018 tại Indonesia, chuyến bay 610 của Lion Air Flight với tổng cộng 189 người cất cánh. Đây là chiếc Boeing 737 Max được lắp đặt một hệ thống mới để tự điều chỉnh mũi của máy bay về vị trí an toàn. Tuy nhiên, nhiều phi công không được hướng dẫn cách xử lý nếu hệ thống này bị lỗi. Chỉ hơn 40 giây sau khi cất cánh, cảm biến của máy bay này ghi nhận hai tốc độ khác nhau. Thế vậy, cơ phó liền đề nghị quay lại để hạ cánh khẩn cấp, nhưng cơ trưởng không trả lời mà tiếp tục cất cánh. Trong khi độ cao tăng dần mà mũi của máy bay thì cứ chúi xuống, các phi công chạy đua với thời gian để tìm mọi cách giải quyết vấn đề. Nhưng chỉ 13 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay này lao xuống biển và tất cả đều đã ra đi mãi mãi.